Ok, what's up anh em? Mọi như mọi người thấy, FPS của mình chỉ có 6 người thôi. Tất cả là vì điều gì mình cũng không biết nữa. Đấy, FPS chỉ có 6, 8, 7 mươi mấy thôi. Chơi game cảm giác nó là không mượt mà. Vậy nên, mặc dù mình đã để full lõi, bây giờ mình chỉnh về 6 lõi. Đây là cái lõi mà mình cảm giác đang hiện tại ở phiên bản Obeta 37 là chơi mượt nhất ở cái game Free Fire trên Bluestacks. Rất nhiều yếu tố và yếu tố quyết định mình là gì mình cũng không biết nữa. Để mình vào xem FPS được bao nhiêu. Hiện tại FPS chỉ còn lại 60 thôi. Vậy mà lúc nãy mình cùng chỉnh 6 lỗi mà nó lên tới 90. Là cái con game này nó bị ngáo đá rồi hay gì? Có việc gì nó xảy ra với con game này chăng? Tại sao nó lại như vậy? Tại sao nó lại ngáo như vậy? Không lẽ là do cái này? Sau một thời gian nghiên cứu, cuối cùng mình đã kết luận rằng bây giờ cái Bluestacks này là một cái phế vật. Anh bây giờ sẽ anti Bluestacks, không còn đam mê chơi Bluestacks nữa. Khi mà FPS thì không còn được 120. Như các bạn xem một clip này của mình hồi đấy, FPS 120 chơi rất mượt. Cảm giác chơi game mượt nó rất là phê. Còn bây giờ thì lắc phải. Làm sao xóa được cái thing đó nhỉ? FPS còn 40. Bị giật. FPS còn 30. Bị giật. Nha. Bây giờ Bluestacks nó là một cái rất là phế vật và nên anti Bluestacks. Mà bình thường solo mình Bluestacks thì nó mới mượt. Bây giờ vô trong phòng này á thì mới thấy được là nó lắc cỡ nào. FF còn 40. Lắc vãi lều. Trời ơi, FF cao của tôi đâu rồi? FF này lướt mà nó rất là của mía nha. Trời ơi, nó lắc nó giật giật. No moi. FPS nhảy sao chơi? FPS như vậy sao chơi?